đến khi các bạn mua về đến tay các bạn mà lên đến 600-700 là chuyện bình thường. Bởi vì người ta đi buôn ngày Tết, người ta phải có công ấy, người ta mất tiền ship này, tiền bê từ trên xe xuống xong đặt vào bến bãi, tiền thuê bến bãi, tiền công ngồi bán ấy. Thì đương nhiên là giá nó sẽ phải cao hơn là giá các bạn mua của mình rồi. Như cây bé này là cây ngót là sẽ cho là cây này là cây không tính tiền này. Đấy, cây nào bé quá, cây nào mà lá bị vàng là mình sẽ là bớt lại, là cây nào mà xấu quá sẽ bớt lại ạ. Xỉ bao nhiêu tại vườn em? Xỉ 300k. Mọi người ơi, mọi người xem like thả tim cho em nhá. Thả tim, thả like giúp em với ạ. Bác nào mà chưa follow em thì follow đi, bởi vì nhà em không chỉ có quất đâu, nhà em làm nhiều rất nhiều mặt hàng. Hàng Tết thì bọn em sẽ tập trung bán quất cam bưởi. Còn đến mùa khác thì bọn em sẽ bán các sản phẩm khác. Nên là bác nào quan tâm mà đến mặt hàng hoa cây cảnh thì các bác follow em. Các bác follow em có rất nhiều mặt hàng, có thể hôm nay các bác không cần cây quất này nhưng mà ngày mai thì các bác sẽ cần những mặt hàng khác. Như cây này là xấu xấu này. Cây này sơ sơ xấu xấu này sẽ bỏ lại này. Cây này sơ sơ xấu xấu bỏ lại này. Bọn em giao là đây là cây này rất là đẹp này. Alo. Cây này rất là đẹp này. Em nghe đây anh ơi. Dạ em anh cho mình cho số ấy. Vâng ạ. Số chị chỗ nào mai em qua xem em lấy mấy cái hồng về em chơi gì cả. Bạn ơi mình ở Văn Giang Yên, bạn mua cái gì bạn nhắn vào Zalo số này nhá, mình đang phát live nát mình trả lời bạn nhá. Mình đang phát live, bạn nhắn vào Zalo số này cho em nhá. Cho mình nhá. Rồi Văn Giang, Xuân Quan Văn Giang Hưng Yên, Xuân Quan Văn Giang Hưng Yên nhá. Ừ, bạn cứ nhắn tin đi rồi tiếp lát mình gửi định vị cho nhá. Cứ nhắn vào Zalo là chị gửi cho em cái định vị, em về vườn em bốc mấy cây hồng thế là mình gửi cho nhá. 40 cây được nhá bạn nhá, 40 cây được giá xỉ nhá bạn nhá. Bạn nào mua hàng thì inbox Zalo số điện thoại của mình là 0969162214 này. Cây này rất là đẹp luôn này. Cây này rất là đẹp luôn. Cảm ơn bạn Đức Trúc 2 đã follow. Mua 200 cây giá bao nhiêu? Hay mua 200 cây inbox Zalo đi bạn ơi. Inbox đi, không để đến lúc báo giá các bạn đây này tị lạnh. Inbox Zalo cho em đi. Cứ chuyển khoản rồi bạn lo xe cộ cho ạ. Đúng rồi bạn Đặng Tuấn nhá. Hàng quất là thì các bạn chuyển khoản cho mình, các bạn mua hàng các bạn chuyển khoản tiền cho mình thì mình sẽ lo xe cộ trở về tận nhà cho các bạn ạ. Lo xe cộ chuyển về tận nhà cho các bạn luôn. Mọi người xem like thả tim thả like giúp em vậy ạ. Thả tim thả like cho em tăng cái tương tác lên một tí. Đợt này tương tác kém quá. Em bị chặn mất 3 ngày đấy, bị chặn mất 3 ngày. Hôm nay các bác mới thấy em xuất hiện đấy. Có chuyển về miền Nam không? Em có chuyển miền Nam nhá. Ship toàn quốc ạ. Ship toàn quốc nha các bác nhá. Các bác mua hàng các bác cứ inbox cho em, ship toàn quốc luôn. Cây rất là đẹp luôn. Em còn 200 cây thôi, không còn nhiều. 200 cây thôi, không còn nhiều đâu. Nếu các bác nào mua thì nhanh tay giúp em. Cây rất là đẹp luôn, nó quay từng cây một đấy ạ. Từ nãy giờ này em quay từng cây một để cho các bác thẩm định đấy ạ. Cao cây 1m3, 1m4 rồi. Cao cây 1m3, 1m4 này. Các bác nhìn đây này. Vừa quả xanh vừa quả chín nhá. Vừa quả xanh vừa quả chín luôn. Cây rất là đẹp luôn. Vườn ở Văn Giang Hưng Yên ạ. Vườn ở Văn Giang Hưng Yên. Như cây này xấu xấu này. Cây này xấu xấu thì bớt lại được này. Cây nào xấu quá bớt lại. Cây nào xấu quá tặng. Chứ không phải là cây xấu là nhét vào cho các bác không là để tính tiền đâu. Cây nào xấu quá bớt lại đấy ạ. Đây nhá. Còn 3 luống, em còn 3 luống. Bác nào mua hàng thì alo cho em. Bác nào mua hàng, một cây bán không? Một cây em không bán, không làm gì được một cây. Một cây thì em nói thật tiền chỗ bạn đi là đường gốm Bát Tràng đấy ạ. Đúng rồi anh Kino Lab ơi. Nếu mà anh về vườn hoa hồng ấy, vườn hoa hồng của em ở Xuân Quan Văn Giang Hưng Yên. Còn vườn quất này thì ở Mễ Sở Văn Giang Hưng Yên nhá. Vườn quất ở tại Mễ Sở Văn Giang Hưng Yên. Hai vườn khác nhau, nếu mà anh về mua, nếu mà các bạn mua gì thì phải nhắn tin cho em trước này. Ví dụ anh mua cây này thì em gửi định vị cái vườn đấy. Ví dụ mua vườn hoa hồng thì em gửi định vị vườn hoa hồng, mà mua quất thì em gửi định vị vườn quất. Tại vì các cây nó không đặt cùng một khu với nhau. 5 cây chuyển về miền Nam không ạ? Dạ không ạ. Hàng này em chỉ bán từ 50 cây đến 100 với cả 100 cây thôi, đầu trục thôi, không bán số lượng 5 cây ạ. Vườn còn nhiều như này mà bán 5 cây thì bao giờ mới hết. Đây em quay từng cây một nhá, cây rất là đẹp, quả rất là đẹp này. Quả là vừa quả xanh vừa quả chín nhá. Vừa quả xanh vừa quả chín ạ. Quả sai luôn. Sai luôn đấy ạ.
50 cây thì giá của nó là 300k một cây nhá mọi người nhá. 300k một cây cho đơn từ 50 cây. Đấy, bác nào mua thì inbox Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 á. Mình đến mua có bán lẻ không ạ? À? Không ạ, à, không bán lẻ. Các bạn